Rồi lúc đó làm sao này vô trường sân khấu rồi nghe nói là năm nhất năm 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 hai đến đi phim rồi đúng không? Đúng rồi, năm nhất năm hai đi phim rồi. Sao vậy, ai tạo điều kiện mà sao hay vậy Trang? Trời ơi, câu chuyện này nói chung là chắc là cũng tại một phần cái tính của mình, nó thẳng tính đó. Đầu tiên là cũng nhớ là đi quần chúng dữ lắm luôn, quần chúng 50 ngàn 50 ngàn. Cái anh mà ảnh kêu mình đi quần chúng đó, sáng ngày hôm sau quay rồi mà ngày hôm nay ảnh không liên lạc, không gọi điện, chắc là ảnh định cắt luôn ba cái vai đó, cho nên là không có kêu nữa, không nói gì hết. Gọi điện thoại chửi, anh đâu có làm việc như vậy được. Tụi em là sinh viên mới vào trường, nhưng mà chắc chắn sau này tụi em với anh cũng sẽ còn gặp nhau trên quãng đường dài. Trời ơi, trời ơi, mà giận lắm chị, giận rất là giận luôn. Xong thế là anh cảm thấy anh có lỗi với mình. Thế là đợt sau thì cái phim Đam Mê của chú Đinh Đức Liêm quay, thì anh lại nói là, anh gọi cho mình nói em ơi, em đi cast cái phim này đi. Xong cái mình nói thôi anh, em mới học có năm nhất, em không đi cast đâu. Thầy dạy á, là phải học hết 3 năm rồi mới muốn làm gì thì làm trong trường như vậy. Xong anh gọi lần thứ hai, em ơi em đi cát đi. Xong cái lần thứ ba anh gọi, em đi cát đi, anh xuống anh chở em đi. Nhớ luôn là anh Trực, thì bây giờ ảnh là đạo diễn rồi. Xong rồi là đi lên gặp chú, thì cát hai phân đoạn, một phân đoạn cười, một phân đoạn khóc. Giờ cát phân đoạn nào trước, cát cười đi chú. Rồi cát cười xong tới phân đoạn khóc, kêu vô cát, không, em không biết khóc, em chưa có học tới cái kiểu khóc, cho nên là em không có cát đâu. Em vô đi chú, gần chịu em rồi đó, em vô đi, em diễn đại cũng được nữa. Thế là vô diễn đại cái phân đoạn đó là chú chọn luôn. Khi mà đi cát phim vậy có nói với mẹ nghe không, có tất cả mọi thứ kể cho mẹ nghe không Trang? Có chứ, có lần đó là cô kể cho, lần đó là sợ nhất. Sao cô? Trang lúc đó là mới có, hình như là có mới vô học mấy tháng thôi. Thì có ai đạo diễn nào mời mà hẹn là gặp quán cà phê mới chết chứ. Lúc đó cái hai mẹ con là mình còn đang thật sự là hai lúa dữ lắm, rất là quê, và Trang cũng quê luôn nữa. Trang ơi, bây giờ con lên đó, nhớ là chỗ đó là Hồ Con Rùa đúng không Trang, quán cà phê Hồ Con Rùa. Cái hai mẹ con mỗi người một cái điện thoại, mẹ thì ngồi ngay Hồ Con Rùa luôn, 207. Rồi con thì lên quán cà phê, con nhắn cho mẹ là con ở tầng nào đi, ở tầng nào, phòng sung, cũng như cái phòng nào, ghế ở đâu, để mà thí dụ có sự cố là mẹ chạy lên liền. Chỉ cần Trang mà có cái bị gì trên đó thì chỉ cần nhấn cái điện thoại là dưới này nghe. Trời ơi, hai mẹ con lên mà trong lòng ngồi dưới này như lửa đốt không yên, sợ có cái chuyện gì xảy ra. Chút cái Trang xuống, không có mẹ ơi, người ta đàng hoàng lắm. Đàng nghi quá. Lúc đó mới yên tâm. Cô còn nhớ cái bộ phim là của Vân Trang mà cô xem đầu tiên không cô? Cô xem nhưng mà cô thấy Trang diễn còn đơ lắm. Dạ, rồi lúc đó tức cô... là cái cảm giác của cô về cô nói Trang, mẹ thấy Trang diễn chưa được. Tức là theo cô thì là chưa được, có thể là cô là khán giả hơi khó tính, đòi hỏi cao hay sao không biết. Trang chấp nhận không? Trang chấp nhận không? Dạ, lúc đó đương nhiên là không chấp nhận rồi, hơi buồn chứ, buồn trong lòng lắm. Tại sao mẹ lại nói lúc nào mẹ coi mẹ cũng không bao giờ khen hay một tiếng rồi hãy nói chê. Nhưng mà nãy là mẹ nói giảm nói tránh thôi. Trang xem lại phim Đam Mê thì trời ơi, diễn thấy mà ghê. Trời ơi, diễn thấy mà ghê. Đây là giai đầu đời luôn á Trang. Giai diễn đầu đời có biết gì đâu. Đã nói rõ với lại cái anh đi casting là em không có đi casting đâu, em không có diễn được, em phải học hết 3 năm thì em mới đi mà. Nhưng mà rồi tất cả những cái kịch bản đem về rồi, những cái mẹ có xem trước không? Con, mẹ, thì con sau góp này, ý với nó trước có không? Chứ là sau này các kịch bản của Trang là mẹ đọc trước, Trang gửi hết qua điện thoại cho mẹ. Mẹ phải ở không, lúc đó cũng nhiều việc lắm nha, nhưng mà phải tranh thủ thời gian bỏ ra để đọc. Xem kịch bản này hay, kịch bản này hay con nên nhận. Còn kịch bản kia thôi mẹ thấy không có gì để... Đợt đó là kịch bản gửi tới em nhiều lắm chị, có nghĩa là nhiều quá nên Trang không... cái đợt đó nhiều lắm thì đọc không xuể, mà một gửi ba mấy tập mà gửi một lần 3-4 phim. Hay vậy hả? Xong rồi có mẹ ơi con đang đọc cái này nè, mẹ đọc cái kia giùm con đi chứ không tới thời gian. Chắc là cái dòng máu nghệ thuật ở trong mẹ của Vân Trang là còn nhiều đam mê, còn nhiều hơn cả Trang nữa. Tức là đọc đúng mặc dù không học một ngày nào hết. Cô từ đó giờ Trang tham gia những bộ phim kịch đó, cô còn nhớ những cái tên không cô? Cái tên nào ấn tượng không cô? Phim chuyển thể của Hàn Quốc mà Trang đạt nữ diễn viên chính xuất sắc ta. Phim Lối sống sai lầm. Phim đó lúc đó là Trang diễn tốt hơn tất cả các phim khác. Phim chiếu rạp như là Thiên Mệnh Anh Hùng, rồi Cô Dâu Đại Chiến, rồi Scandal là cuối cùng nhất Scandal. Là Trang đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc luôn. Là mẹ với ba là cũng xem nát cái phim luôn, phim chiếu ở trên đài, xong rồi là phim chiếu lại trên đài, lúc nào là cũng canh để coi hết. Nhiều khi mình còn không coi mà ba mẹ là coi suốt. Đang coi xong á, trời ơi sao mà thấy thương quá vậy, rồi ngồi khóc. Trời thấy ơi. Con mình nó xem bồn mình giọng nhớ đó chị, trời khóc luôn. Có
có một cái sự cố nào trong cái cuộc đời sự nghiệp mà nó cứ bằng phẳng từ lúc mà dạ, nó cứ sanh ra cho đến lấy chồng vậy đó hả? Đối với Trang thì không có sự cố nào gọi là sao cuộc đời nó may mắn quá vậy ha, trải qua hồng từ nhỏ đến lớn. Sự cố là đơn giản thôi, đơn giản là như là lúc nhận kịch bản có khóc nha, nhận kịch bản nhiều quá rồi, là lúc đó mới vừa là ra trường nên bây giờ nhiều đoàn phim mời quá thì cứ ham đi nên nhận nhiều cuối kìa. Cùng à, đúng sắp rồi chạy xuống khóc. Mẹ ơi bây giờ con không biết làm sao, bây giờ con quá mệt mỏi rồi. Cái đó mà biến cố xô nhiều quá cũng là biến cố dễ sợ không? Trời ơi cái gì vậy? Cô lúc Trang đi phim rồi đó, rồi cách xê đồ làm sao cô có về có đưa cho cô không? Lại hỏi tiền nữa. Thì đó phải hỏi tiền. Ta nói cái nhân vật nào lên đây thì chính thức xin sao là nó hỏi tiền à? Tiền bạc làm sao cô? Cái là ngoan, cái là tiền không có giữ. Dạ. Tất cả là đều đưa cho mẹ hết từ A đến Z, tài khoản cũng mẹ giữ luôn. Là bây giờ spa cũng vậy luôn á cô? Không, ba cái sau này khi Trang có gia đình rồi thì lúc đó cô có nói nếu mà con có gia đình mẹ không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của con là tiền bạc mẹ không nhận nữa. Dạ. Tức là hồi trước đây Trang cho mẹ xài bằng đồng tiền của Trang, nhưng sau khi có gia đình là Trang hoàn toàn là cô không lấy luôn. Cô nói là thôi tiền của con, thí dụ con có đưa cho mẹ, mẹ cũng sau này tìm cách để trả lại con, hoặc là trả cho cháu ngoại chứ mẹ không lấy, sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc của tụi nó. Còn cảm xúc của cô khi mà Vân Trang thành công coi là quá sớm, thực sự về sự nghiệp, về kinh doanh luôn, cái cảm xúc của cô nó như thế nào cô? Hiện tại bây giờ. Thật sự thì lúc đó cô cũng mừng lắm. Tại vì đây là ước mơ của mình mà con mình đạt được, coi như là một cái thành công gấp đôi đó. Tức là trong lòng cô rất là mừng. Nên mỗi lần mà Trang có cái gì hoặc là cô phải theo dõi sát sao từng, thậm chí là lúc trước là cô mai đồ cho Trang đi đóng phim không mà. Là cô theo dõi nghèo lắm, đâu có tiền mua nhiều đồ. Không, với lại Trang cũng không có phải là xài sang như người ta, được cái tính đó. Tức là không có đòi hỏi phải hàng hiệu này kia. Chắc có lẽ là mình trong cái khó khăn rồi nó cũng đã quen dần tính. Mặc dù sau này có tiền Trang vẫn không có tính đó. Dạ, cô ơi, thì nãy giờ con thấy Vân Trang từ lúc nhỏ đến khi lớn đều có là một cô bé rất là ngoan, học rất là giỏi. Nhưng mà không biết là ở trong gia đình có cái bí mật nào mà xấu hoặc là cái gì đó nó kỳ kỳ, cô có thể kể cho khán giả biết đúng không? Từ chương trình là con tôi vô số tội, mà nãy giờ toàn là nghe tội tốt của Trang không à. Hơi bề bộn dạ, nha. Con phụ giúp hồi cô ăn hồi xưa đó, hồi là con gái chứ bây giờ thì kỹ lắm. Bây giờ thì sạch sẽ lắm. Có con rồi đúng không? Có con rồi sạch hồi sẽ đó lắm. Là đồ em đi quay rất là nhiều luôn. Và em thuê một cái chung cư để ở chung với những cái đứa bạn học của mình là 4 đứa. Thì cái phòng của em là em ở cùng với một đứa nữa. Là cái tủ đồ của mình là bao la luôn. Cái tủ đồ của em là từ đây qua đây tủ đồ rất là lớn, là để treo đồ của mình, để đồ đi quay 2-3-4 phim. Nhưng mà có bao giờ mà dọn nổi đâu, không bao giờ dọn nổi. Thế là đợi mẹ với bà ngoại lên, là mẹ với bà ngoại ngồi dọn xong xếp từng cái, xong hai bà nằm dài ra, xong cái uống miếng nước cái tỉnh dậy cái soạn tiếp, xong cái nằm dài ra cái soạn 24 ngày mới xong được cái tủ đồ. Đồ quá nhiều luôn rồi. Trang không bao giờ soạn, Trang chỉ thảy vậy thôi. Rồi cái nết ăn ngủ của Trang ở nhà sao cô? Trang ngủ thì hồi nhỏ thì Trang hay gác một bên ngồi chăn banh như nè. Cái nết đó banh thì banh càng phải ngủ dậy mới được. Trời ơi, rồi bây giờ có con có gác con không vậy? Con nó y chang mẹ. Vậy hả, hai mẹ con nằm banh càng. Hai mẹ con nằm banh càng luôn. Trời ơi, khi mà có gia đình hình như là Trang ít xuất hiện hơn đúng không? Dạ. Để chăm lo gia đình, bây giờ không biết là sắp tới Trang á dự án hay là dự định gì mới cho cái sự nghiệp diễn viên của mình không? Trang thì luôn luôn lúc nào cũng khao khát quay trở lại làm nghề. Nhưng mà khi mà lúc mà mình vừa sanh bé xong, tại vì ngày xưa mình đã được mẹ ở bên cạnh mình như vậy, mình lớn lên trong một cái tình thương như vậy, mình học được rất là nhiều thứ từ mẹ, cho nên là Trang cũng muốn dành cái điều đó cho con của mình. Nhưng mà nếu như mình sẽ có những cái kịch bản nào mà mình cảm thấy mình rất là thích, mình rất là mê, mình có thể bỏ ra tầm khoảng 2 tháng, 3 tháng để mình đi một lần, xong rồi sau đó mình sẽ quay trở về, mình nghỉ đông, xong rồi sau đó là mình đi tiếp, chứ không có còn dày đặc như ngày xưa nữa. Chương trình này có một lời gì nói với Trang vậy cô? Cái điều mà cô mong muốn lớn nhất là gia đình nhỏ của Trang được hạnh phúc. Khi mà Trang hạnh phúc rồi thì tất cả mọi chuyện đối với cô đều là nhỏ hết. Không có gì bao la bằng tình mẹ, chỉ mong là Trang hạnh phúc mà thôi. Vậy nhân chương trình này Trang có đôi lời gì muốn nói với mẹ không Trang? Thật ra thì tâm sự với mẹ từ nhỏ. Nghĩ là nếu như mà đến một cái lúc nào đó mà mình không có mẹ bên cạnh nữa, chắc là em bơ vơ, chuyện gì cũng kể với mẹ, nó khỏe, nó nhẹ người, nó không còn phải lăn tăn. Sau này không có kể rồi nha. Dạ, sao từ khi lấy chồng sau này là không có đó. Từ khi lấy chồng là không kể đó. Từ khi lấy chồng nên nhiều khi thấy mặt Trang buồn, cô rất là đau, nhưng mà hỏi có gì không con? Không có gì đâu mẹ ơi. Rồi thôi cô cố gắng nhịn mà chịu, ngày nào mà mặt nó tươi là cô rất là vui.
Ngày nào mặt nó tươi là trong lòng cô như là mở cờ, còn ngày nào nó buồn là mình cũng buồn theo nhưng không dám hỏi nhiều. Phụ nữ lúc nào cũng thương con, rồi cái lỡ lời một hai lời nói đụng chạm đến con rể hoặc là tôi xui gia thì nó lại mít lòng. Vậy thì nhân dịp đây Trang có thể nói một lời nào với mẹ để cho mẹ được yên tâm, mẹ được cảm giác giống như là con Trang bé nhỏ cặp ở trong nách mình đi đâu cặp trong nách mình là mình không sợ, đúng không? Có một cái điều mà Vân Trang nghĩ là riêng Trang cũng như là các bạn nhỏ mà còn cha còn mẹ thì mình luôn luôn lúc nào cũng phạm một cái sai lầm mà Trang đã phạm phải rất là nhiều, đó là mình ra ngoài đời thì mình dĩ hài vi quý với mọi người, mình vui vẻ với mọi người, nhưng mà khi mà về với gia đình mình ỷ y cái đó là cái nơi mà mình chắc chắn luôn luôn nào cũng hướng về mình. Mình có làm sai thì người đó người ta cũng sẽ bảo vệ mình, cho nên là nhiều khi mình có những cái lời nói mình lấn lướt người ta, mình làm cho người ta buồn. Có nhiều lần Trang nạt mẹ lắm, là mẹ cứ có một chuyện mẹ nói hoài, hoặc là mẹ cứ giận cái này giận cái kia. Tại sao mình lại vui vẻ với những người ở ngoài mà về nhà mình bao nhiêu cái buồn bực của mình lại trút lên cho mẹ. Cho nên là làm mẹ khóc cũng rất là nhiều lần luôn. Rồi cũng thôi, rồi cũng thương hả? Giận chút xíu rồi cũng thương lại, cho nên là bị lờn. Thì có một cái điều mà từ nhỏ tới lớn Trang hứa với mẹ mà Trang chưa làm được, đó là dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Xong rồi thì mà công việc nó tới tấp như vậy, mình không còn thời gian về thăm ba mẹ, huống chi là dẫn đi đâu. Xong rồi thế là lấy chồng, rồi sinh con, rồi nghỉ đi, bao nhiêu công việc, đúng rồi. Rồi nghỉ đi luôn. Nhiều khi là cũng đưa cái điều đó qua cho thằng em trai. Thì thôi con cũng sẽ cố gắng hết sức mẹ, hiểu không? Mai mốt thằng này nó lớn hơn tí xíu, bé này lớn hơn tí xíu thì ba đứa mình đi. Không dám ba đứa mình đâu. Còn con, còn chồng lum la nó ba đứa mình.